Giờ mình nói chuyện về tình trường cho hai bên hiểu nhau đi. Bên đây Như trải qua mấy mối tình rồi Như? Dạ em chưa trải qua mối tình nào. Em có cái một gì? Em chỉ có một mối tình đơn phương năm lớp 10 thôi. Cũng có muốn tìm hiểu thử nhưng mà gặp một hai lần là em không có ưng rồi. Ủa lý do sao không chị? Chưa, em cũng rất là dễ thương. Lý dạ, nào mà bao nhiêu em hả? Kén quá chị. Em kén là kén sao? Ví dụ em tại vì lúc năm lớp 10 cũng cái chuyện đó cũng xảy ra một vài vấn đề. Chuyện đó chuyện gì vậy em? Cái mối tình đơn phương á của em á. Đơn phương thôi mà lúc lớp 10 thì mới có 16 tuổi. Nhưng mà tuổi. Em sau đó em quyết tâm là em nói em không thích ai trước nữa hết. Cái mối tình đơn phương nó kéo dài bao lâu? Khoảng nửa năm á chị. Có nửa năm đơn phương. Nửa năm em mà dạ. Em nói cái chuyện đó gì đó làm em giống như chuyện đó làm em sốc hả? Nó cũng có sốc vậy. Xong rồi em giống như là cũng mới lớn mà nên là xảy ra cái chuyện gì đó thì mình... Chuyện gì đó là chuyện gì? Chuyện là sao? Đã ổn định chỗ ngồi, mời bạn nữ giới thiệu. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Như ạ. Mỹ Như. Em 34 tuổi, em đang kinh doanh online. Em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu? Ở Bình Dương chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Phi, năm nay em 36 tuổi. Em là người thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hiện tại em đang công tác bên làm bên nhà hàng khách sạn chị. Em là bếp trưởng điều hành bên nhà khách sạn đó chị. À, bếp trưởng nấu ăn rất ngon ha. Bên 36, bên 34 hả? Đẹp à. 34, à, được đó. Rồi, mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai nghe đi Như. Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Trước em làm ngân hàng thì em là một nhân viên kinh doanh rất là giỏi. À, dạ. Làm ngân hàng mà nghỉ về nhà bán hàng online. Dạ. Lý do tại sao? Tại em thích tự kinh doanh hơn. Mình đang kinh doanh mặt hàng gì? Em đang kinh doanh trang sức ạ. Trang sức. Dạ. Wow. Bán hàng online nhiều khi lương nhiều hơn ngân hàng đó nha. Đừng có đùa. Còn những cái điểm yếu của mình là điểm yếu gì? Điểm yếu của em là không có thích nấu ăn và cũng hơi nóng tính một tí xíu. Vậy là ai nấu cho mình ăn? Thực ra thì em nấu ăn thì em nấu được, mà tại vì em không có thích nấu nên em ít nấu thôi. Công nhận thấy giống như trời xui đất khiến đó nha. Bên kia là không thích nấu ăn. Gặp ngay cái anh này là rất thích nấu ăn. Đầu bếp nó chứ mới ghê. Trời xui đất khiến hay thiệt á. Em học nấu ăn từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ em vào nghề là năm nay cũng gần 20 năm rồi anh. Wow. Hay, quá dữ luôn. Vậy là khỏi lo rồi ha. Dạ. Bây giờ điểm mạnh của em là gì? Dạ ca hát anh. Ca hát hả? Em thích nhất là thể loại nhạc là bolero. Đâu hát bài nó làm nhẹ thử nhàng, câu lãng mạn rồi. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dần tái tê. Qua dữ. Anh làm thơ vũ quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Tiếp luôn. Mấy mùa trăng vũ quy vì mưa gió không về lối mòn anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe chỉ còn em với anh. Quá dữ. Quá dữ, quá được. Dữ. Nấu bếp giỏi mà hát giỏi nữa, giờ cô gái hát đối đáp thôi coi làm sao. Dạ, em hát một bài đoạn. Bóng đò cầm ngang bến sông biết anh sang lòng em vui thầm. Viết bài thơ trên giấy qua mang tiếng yêu gửi trao tình em. Thầm mong ông tơ sẽ mối để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai đông qua xuân tới đón em về cho trọn tình anh. Được. Trời ơi, cặp đôi này được nghe. Cái cặp mày về mà kẹt quá đi hát đám cưới cũng được ha. Bây giờ á là hai đứa mình có kiếm bài nào hát chung thử là được không? Hợp á, anh thấy giọng đi cũng ngọt á. Không, giọng bolero với giọng này là hợp rồi. Bolero em thích bắt bài gì em? Em thường hát nhạc dân ca nhiều hơn, còn bolero thì biết mấy bài nhạc nữ không mà không có biết bài song ca. Em biết bài Sầu Tím Thiệp Hồng không em? Dạ chắc cũng thuộc sơ sơ. Rồi chơi Sầu Tím Kịp Hồng.
Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về, mà tim dây rớt đau. Nhiều đêm ngắm hoa, mà ước duyên mình đẹp đôi, pháo hồng nhuộm tiếng đường. Lá thư chậm rơi, từng lá nghe buồn buồn, tưởng bước ai tìm về, mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay. Được, tôi thấy cặp này được rồi đó nha. Nãy giờ em có thuận lợi rất là nhiều đó ha, hát hay nè, rồi đầu bếp giỏi nữa. Nhưng mình có một cái tật xấu hay điểm yếu gì không để mình nói cho cô gái biết luôn? Em sợ nhất là chuột và em ghét nhất là chuột. Tại trong ngành bếp thì em không thích những cái con đó. Riêng em thì là em mũi của em bị dị ứng với lại lông chó, lông mèo anh. À. Thì em không thích. Nói chung là không phải không thích nhưng mà tại vì em dị ứng á. Đúng rồi. Cho nên em không có gần gũi với con vật đó được. Coi như là ghét chó, không thích mèo. Rồi chuột. Bạn gái có nuôi con gì trong nhà không? Dạ em nuôi thỏ. Trời mấy con thỏ? Bốn con thỏ. Ủa, thỏ được không em? Đừng có thấy nữa. Đừng có thấy ta nuôi về làm vài món kỳ lắm nha. Được anh. Rồi bây giờ mình nói chuyện về tình trường cho hai bên hiểu nhau đi. Bên đây Như trải qua mấy mối tình rồi Như? Dạ em chưa trải qua mối tình nào. Em có một, em chỉ có một mối tình đơn phương năm lớp 10 thôi. Cũng có muốn tìm hiểu thử nhưng mà gặp một hai lần là em không có ưng rồi. Lý do sao không chị chưa? Em cũng rất là dễ thương. Lý nào dạ, mà bao nhiêu em hả? Kén quá chị. Em kén là kén sao? Ví dụ em tại vì lúc năm lớp 10 cũng cái chuyện đó cũng xảy ra một vài vấn đề. Chuyện đó cái, gì vậy em? Cái mối tình đơn phương á của em á. Đơn phương thôi mà lúc lớp 10 thì mới có 16 nhưng mà tuổi. Em sau đó em quyết tâm là em nói em không thích ai trước nữa hết. Cái mối tình đơn phương nó kéo dài bao lâu? Khoảng nửa năm á chị. Có nửa năm đơn phương. Nửa năm em mà dạ. Em nói cái chuyện đó gì đó làm em giống như chuyện đó làm em sốc hả? Nó cũng có sốc vậy. Xong rồi em giống như là cũng mới lớn mà nên là xảy ra cái chuyện gì đó thì mình... Chuyện gì đó là chuyện gì? Chuyện đó là sao? Tại em nghe bạn gái của em nói là cái bạn đó đi đính chính với người khác là không có thích em. Nhưng mà bạn đó lại lén tặng thiệp cho em. Bạn đó tặng trước. À. Xong rồi em sốc, xong cái em mới nói là em không thích ai trước nữa hết giờ. Trời ai thích ơi, giật mình. Trời ơi, cái chuyện đó là chuyện đó đó hả? Chuyện đó dạ. Sốc hàng lắm. Chuyện nó bình thường thôi mà, làm sốc như vậy. Mà con nít mà, có học lớp 10 hả? Nhát anh ơi. Trời ba dạ. 4 tuổi trẻ tưởng đâu 24 chứ. Không mình trẻ lắm em. Nhưng mà vậy mà nó chưa có mối tình nào thấy lạ. Không ai để ý, không ai cua em. Nhưng mà từ đó tới đây em không thích đàn ông luôn hả? Em không có cảm tình như ngày trước nữa. Giống như là ngày trước thì em thấy nó vô tư lắm. Còn bây giờ thì nhìn ai em thấy cũng giống như là không có ngây thơ như ngày trước nữa. Cái lúc mà em quen anh đó đó dạ. Anh có nắm tay gì em chưa? Dạ không, em yêu đơn phương thôi, chưa có gặp. Chưa có nắm tay gì luôn? Chưa có nói chuyện luôn. Có nghĩa là tới giờ 3-4 năm là chưa có hôn ai, chưa nắm tay ai luôn hả? Em có thử quen một vài lần nhưng mà gặp được 1-2 ngày cái là em thấy không hợp. À. Có thử hôn không? Dạ chưa. Hả? Nghe hôn mắc cỡ. Trời. Còn trong trắng. Mỗi này được á, anh hỏi thiệt em nha. Dạ. Thấy đàn ông em có cảm giác gì nữa không? Có anh. Có nhưng không? Mà chỉ một vài người thôi. Người nào mà em cảm giác được em tả thử người đó có giống bên đây không? Cũng đẹp trai á. Cũng được. Không có gia trưởng. Người có tài á. Người này có tài rồi đó. Đầu bếp 20 năm rồi đó em. Có tài thôi. Có ước mơ lớn. Ước mơ lớn. Người ta sẽ mở nhà hàng. Mở quán ăn. Mở tất cả những gì họ mở được. Dạ. Gì nữa? Cao khoảng 1m65. Được. Cân nặng thì em chưa biết. Không cân nặng còn tốt đi. Được không? Em không biết. Anh thấy nãy giờ là anh ngồi anh suy nghĩ anh cười giống chiếm chiếm thấy dễ thương lắm. Nghe bên đây chưa có mối tình nào thì thích thôi. Bây giờ ảnh thì sao? Tình trường mình như thế nào? Trước đây em cũng trải qua nhiều mối tình rồi. Nhưng mà chính thức thì là 2 mối tình rồi. Mối tình gần nhất của em đây là được gần 3 năm. Em quen người đó ở dưới Cần Thơ. Yếu tố công việc của em thì khác với những cái ngành nghề khác. Thì em cũng lãnh bếp này, em làm cũng 2 shop anh. Về cái vấn đề mà địa lý, cái người ở dưới thì làm việc ở dưới, còn em làm trên đây. Quen thời gian cái địa lý mà cảm thấy không ổn thì tụi em dừng lại. Tức là xa mặt cách lòng đó. Dạ chào chị. Dạ chào anh. Thôi giờ bỏ qua đi ha. Dạ. Bây giờ cô bên kia á là thấy cô hiền từ. Nãy giờ em cảm giác cô ấy là người thế nào? Theo giọng nói thì em thấy người đó nói chung là hiền dịu. Về công việc thì em nghĩ người đó có tính cầu tiến. Đang là về kinh doanh online thì cũng là hợp với hướng của em. Tại vì thời gian sắp tới em cũng muốn kinh doanh về vấn đề ăn uống. Đúng rồi,
em về nấu cổ bán online. Bây giờ mình có ý định phát triển kinh doanh mình sao không? Vì cô này cô muốn những người có ước mơ lớn. Ước mơ của bạn là gì? Em muốn mở một cái cửa hàng ăn uống riêng cho em. À. Tại em về Âu Á thì em rành. Âu Á luôn? Dạ, như là bán nhiều những món snack á. Hay là những cái món như là của người Việt truyền thống mình, như là phở hay là hủ tiếu bò kho đồ nọ. Là mình làm được hết. Nước uống nữa thì nó tới nhất nước nhì cơm. Thì em mở theo cái ngành nghề của em luôn á chị. Mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thì dù cao thì 1m55 đổ lên chị. Biết lắng nghe, chia sẻ về cuộc sống, về trong công việc. Và điều quan trọng hết là em đặt yếu tố đầu tiên ở một người phụ nữ đó là chính là sự chung thủy. Chắc chắn cô này là cô chung thủy chung rồi. Chung thủy lắm em thấy. Mối tình đầu mà yêu không được cứ ở không luôn tới giờ đó. Mình lấy vợ về mình ở đâu? Nhà em ở thành phố luôn. Ở chung với lại bố mẹ. Mẹ em mất rồi, còn lại còn có bố. Em chịu làm dâu không em? Tìm hiểu được thì cũng được chị. Được, chị thấy là cặp đôi này là xứng rồi đó. Thấy rất là đẹp đôi luôn á. Phút quan trọng để cho hai bạn kéo cái hàng rào ra để hai bạn gặp nhau và trò chuyện với nhau. À, hàng rào trái tim bắt đầu mở. Có món quà muốn gửi tặng em. Cái ấn tượng đầu tiên của anh đối với em thì ngày hôm nay em mặc cái bộ đồ này rất là đẹp. Cảm ơn em. Anh cảm thấy nói chung là mến. Bà xưa ở câu thì phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Anh thì hiện tại cũng chưa phải là chủ, cũng đi làm như người ta. Nhưng mà riêng bản thân anh á, lập trường anh rất là vững. Thời gian sắp tới nếu mà thực sự anh có gia đình, anh khẳng định là anh sẽ là một người chồng tốt và một người cha tốt. Em cảm ơn anh. Qua những gì anh nói thì em thấy là anh cũng là mẫu người của gia đình, cũng giống như cái em mong muốn. Em thấy anh cũng dễ thương, cũng chững chạc. Cái ngành nghề của anh là trong ngành hàng khách sạn. Khi anh bước lên đây á, là anh xác định tìm kiếm cho mình một mái ấm gia đình. Trong vòng một tuần thì mình sẽ hẹn nhau thì cà phê. Hay là thậm chí chỗ đó có ăn uống thì mình vừa ăn uống vừa nói chuyện luôn. Tại anh làm bên nhà hàng mà. Về cái vấn đề mà lãng mạn với lại hẹn hò, địa điểm hẹn hò thì cái điều đó em khỏi phải lo. Anh có nhiều lắm. Dạ, cho em hỏi là nếu như mà em đang ở Bình Dương á, khoảng một tháng, nửa tháng em lên một lần thì có sao không anh? Em kinh doanh ở đây, em có nhân viên ở đây làm, em về Bình Dương á. Em thích sống với ba mẹ nên là em cũng hay về Bình Dương. Mỗi tháng em lên đây một lần, hai lần. Mình về mình thăm bố mẹ mình là chuyện bình thường. Thì nếu mà có dịp thì anh cũng muốn đi về dưới để tìm hiểu luôn. Dạ. Em có thích ăn món gì, hỏi anh biết nấu không? Em thích dạ, ăn món gì? Em dễ ăn lắm anh. Anh chuyên về món Tây nhiều. Mình đi làm là làm suốt tuần luôn hay sao? Một tuần thì em sắp xếp em thể nghỉ một ngày. À. Nhưng mà riêng về ngày thứ bảy chủ nhật thì cái đó thì nói chung là hên xui. Tại vì cái ngành nghề của em ngày thứ bảy chủ nhật thì hơi bị đông. Thường thì anh làm buổi tối hay là ban ngày? Thường thì anh làm buổi tối em. Quan điểm tình yêu của hai người như thế nào? Quan điểm của anh là như thế nào? Quan trọng nhất của anh đó chính là sự chung thủy. Không phải của em mà luôn cả anh luôn. Anh có hút thuốc không anh hả? Có một ít rồi. Đi xã giao với bạn bè thì anh hút vài điếu thôi. Tại em không có thích hút thuốc. Bỏ được không? Dạ được anh. Hứa với cổ, hứa tôi làm chi? Về những cái thuốc lá thì nó ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe nhiều. Dạ. Thì khi mà xác định mình đã có vợ con thì những cái đó mình nên bỏ. Cái gì giữ thì giữ, bỏ là bỏ. Có dạ. Điều rất là quan trọng mà đàn ông là hay bị cái này lắm. Tức là đàn ông đôi khi muốn con trai hoặc con gái mà vợ đẻ hoài là không được, là bắt đẻ hoài luôn. Thì hôm nay mình rõ ràng cái chuyện đó luôn ha. Dạ. Em hỏi đi. Dạ anh có nhất thiết phải có con trai không anh? Anh thì nói chung là con trai con gái gì cũng được. Nhưng mà riêng anh thì anh là thích con gái hơn. Ví dụ như đẻ hoài không được con gái thì sao? Chuyện trai cũng được mà anh. Ừ đó. Nhưng mà trước tiên em muốn là một đứa trước. Để cho cái kinh tế của mình nó ổn định. Xong rồi đầu mình mới tính tiếp thêm. Hiện tại thì cứng từ ban đầu của anh á, về em thì anh rất là thích em. Thì ngày tháng sau này thì mình tìm hiểu những cái khuyết điểm. Về cái ưu điểm thì ai cũng phải có hết. Thì anh cũng hy vọng là những cái ưu điểm của anh sẽ bù lại cái khuyết điểm của em. Còn cái khuyết điểm của anh thì em sẽ lấy cái ưu điểm của em bù lại cái khuyết điểm của anh. Là hai người hai mình là ok. Dạ có ơn anh. Hai bạn suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu trái tim mình thật sự có rung động với đối phương thì chúng ta bấm nút. Bấm nút là để hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Chúng ta không phải bấm nút để làm bạn đi uống cà phê. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 hết thời gian. Ồ.
đẹp đôi đấy. Này, cô gái này chưa hôn lần nào nha. Dạ, bác cho con hôn hai gái rồi. Cho con, cho cười khoái, hôn má khoái lắm, hôn đi. Dạ. Dễ thương quá, hôn cái má đỏ trừng.